và trước là dàn cột điện nè, các bạn nó chảy nè. Đây các bạn, đây là các hẻm ngõ đi vào bên trong của các cô chú ở bên trong. Dài vô tới trong như chị nè. Đó, này là mới có đầu tháng 7 thôi mày. Quá xá. Đây. Xe không dám vô. Thôi, không vô, không sợ. Ngập quá hả? Dạ. Rồi từ từ nha. Rồi, lấy cổ ra đây, lấy cổ ra, lấy ra. Rồi từ từ nha. Quá xá. Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Dạ thì hôm nay là mới bắt đầu vào tháng 7 thôi cô chú. Sau những ngày mưa bão ở vùng bãi nước của chúng ta, thì mới bắt đầu vào tháng 7 thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy lượng nước ở tại thành phố Long Xuyên như thế này nè. Và đây chính là dòng xây nè cô chú. Đây là dòng xây ở thành phố Long Xuyên của chúng ta. Thì cô chú nhìn thấy nước có khủng hay không? Bây giờ em ngồi ở rất là trên cao. Cô chú chạy lần nửa bánh xe luôn nè. Rồi thì bây giờ em đi quay cho cô chú xem là nơi sạt lở cũng như là đá lăn tại núi Bà Thê. Thì không ngờ vô tình đi đến thành phố Long Xuyên của chúng ta, thủy triều lên và mưa trên đổ xuống rất là lớn luôn. Thì sau những trận mưa này chắc chắn là các cô chú ở trên núi càng thêm khổ nữa. Thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cũng như vô tình ghi được đoạn video này để đăng lên cho cô chú xem. Em mời cô chú cùng tham quan tại thành phố Long Xuyên của chúng ta trong thời điểm hiện tại ạ. Đây cô chú nhìn thấy xa xa những cái cây ngập lên một khúc bây giờ nè. Đây nè cô chú, ở thành phố Long Xuyên của chúng ta mà ngập như thế này nè. Em lội là nè, gần đổ Nguyễn luôn á. Ở trên này là nơi cái dĩa hè cao nè. Sau một trận mưa thì cô chú nhìn thấy đây là ngân hàng ACB ngay chân dòng xiến đó cô chú. Đây, em không ngờ là ở Long Xuyên ngập như thế này đúng không cô chú? Quá xa rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết lội được tới đâu nữa, thì đi tới đâu ghi hình tới đó cho cô chú nha. Chàng ơi, chàng cho tới nhà luôn kìa. Xe có sao không em? Chết máy không? Thằng ơi, anh ở trên núi cấm về bên gặp này hết hồn luôn á. Cái này bị mưa, cái này bị mưa hả em? Hồi trước giờ ở đây có bị ngập gì không? Còn nào mưa lớn không? Còn ơi mấy cây kìa. Con đi Ba Thê về, đi ngang đây thấy quá trời rồi. Quay cho bà con xem luôn. Hết có biết rồi. Mưa là vậy, khóc này nó hư vậy là mưa là ngập vậy đó. Rồi thêm giờ thủy triều ở dưới lên nữa. Nó rút đâu có kẹp đâu. Vậy giờ nó ngập nhiều quá chứ ai vô tới nhà luôn cả. Hãy quay cái thềm cho bà con xem ở đây. Nè, nè chú đứng nè bàn đó. Nè Toàn ơi, mới cái đầu tháng 7 thôi đó chú. Cái này mà tới cả tháng 8, tháng 9 là dữ lắm à. Nãy là ngập hơn này nữa chứ, nãy giờ nãy giờ ít rồi đó, xuống mất rồi đó. Còn ngập cao nữa chú hả? Ừ, nãy lên nhà luôn. Dạ, nãy ngập tràn vô nhà luôn hả? Thôi chú nước nhẹp luôn kìa. Chưa, kẻ bạn đây nè, đó, giờ cho nó chảy vô đó mà giờ nó rút rồi đó ha. Ơi. Đây các bạn, thì bây giờ em bỏ dép, bỏ xe luôn để chứ không thể nào chạy được các bạn. Đây cô chú nhìn một bé chạy xe đạp điện kìa. Ngập à, xe đạp điện mà chạy hay thiệt chứ. Ờ xin chào, có bị ngập không? Lên đó đứng luôn nè ha. Thần ơi, coi cái cống kìa. Kênh YouTube của anh là đây đó Cần Thơ. Ừ, anh quay ở trên núi cấm về bị sạt lở đó, đi ngang đây gặp quay cho bà con xem luôn. Quá xa rồi. Hả? Núi cấm bây giờ nói chung đang trong thời kỳ nguy cấp, nếu gặp mưa nữa là rất là nguy hiểm luôn á.
bạn trả xe cũng lo đó. À ừ. Trời ơi, các anh dạ. Ơ dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngập dữ em hả? Cái này bị mưa phải không? Này bị mưa đúng không? Dạ đúng rồi, bị mưa, ngập quá trời ngập luôn. Ở đây năm nào nó cũng vậy hả? Là hồi xưa ở đây cái nền nó ngập lên trời. Dạ. À. Cái này mưa dầm rồi thêm nước ở dưới đang lớn nữa đó. Nó đâu rút kịp đâu. Vậy đó hả? Ồ cái này mà tới tháng 8, tháng 9 mà nước lên còn dữ nữa à nghe. Hồi nãy ngập vô tới đó không cô? Tràn lên đó luôn hả? Ồn ơi trời, để quay cái đường này cho bà con xem cái cây. Đây nè các bạn. Đây cô chú nhìn thấy một cái đường nè. Ngập dài luôn, thùng bê thùng bọng gì. Cho hết luôn các bạn, ở thành phố Long Xuyên của chúng ta không chắc chắn là năm nay thủy triều lên rất là cao luôn á. Đây. Anh thợ điện kìa. Anh sửa điện hả? Rồi xin đừng ngoan. Thì dài trong đó quá chừng ngập luôn ha. Cái này chừng nào mới rút anh? Khoảng bao lâu mới rút? Cái này là ngập chừng nào, khoảng bao lâu? Dạ. Thầy cô chú nhìn thấy mọi người đưa xe lên trên vỉa hè cho mình vẫn còn ngập nè. Rồi thêm mời cô chú ra bên ngoài nha. Rồi cô chú nhìn thấy những cái cả ở bên ngoài là thất thần luôn nè cô chú. Bây giờ em lội nè cô chú nhìn nè. Nhìn này nha, đó. Đây, đó. Em đứng cỡ này luôn nè. Cô chú có thể tưởng tượng là nó ngập cỡ nào luôn á. Bây giờ không dám ra ngoài nữa. Này có thể là sập cái chỗ thấp á. Rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ em bỏ chiếc dép ra đã nghe, không biết. Không biết một tí nữa có lại còn không sẽ trôi mất nữa. Đây các bạn. Ngập cái cỡ luôn rồi nè. Quá xa rồi. À, vừa rồi thì cô chú anh chị cho các bạn biết là ở vùng bãi núi của chúng ta, đặc biệt là ở thì Bà Trúc ngập rất là nhiều. Còn sau đó chơi Châu Lăng, rồi bây giờ về tới Long Xuyên. Đây. Quá rồi. Cô chú nhìn nè. Đó, anh chạy ra nè. Cẩn thận nha. Nè các bạn. Rồi thì bây giờ em đi ngược lại đường này để quay cho cô chú xem đôi nét nữa nha. Bây giờ em phải ngâm mình trong nước luôn rồi các bạn. Không biết chừng nào mới rút nữa. Chắc có lẽ là đợi chiều cường xuống á, rồi mấy ống cống mình thông mới rút được các bạn. Rồi em mời cô chú tiến lần lần đến dòng xiến nha. Cái đoạn đường này rất là ngập sâu luôn rồi cô chú. Bữa nay là hình như là em nhớ mới có mùng 2 tháng 7 hay sao á, mà ngập như thế này nè. Thì chắc chắn có tháng 8, tháng 9 chiều cường lên là càng dữ hơn nữa. Năm nay thì tại đầu nguồn sông Mekong cũng như là ở Tân Châu Hồng Ngự đó, thì các cô chú cũng như là đài truyền hình ở Đồng Tháp cũng dự đoán là năm nay mức lên đỉnh điểm. Giờ này mà lên báo động 1 luôn đó các bạn. Quá rồi. Cái chỗ này nè các bạn, chỗ này là sâu nhất luôn nè. Hồi nãy anh chạy ngang đây chút xíu rồi tắt máy luôn rồi ra. Con gì để bò lên các bạn. Rồi ngập này nguy hiểm lắm, con này con kia hay có bò lên lắm. Kia là dòng xiến nè, nơi địa đầu em đứng nè các bạn. Em quay ngược lại cho cô chú xem nha.
Đây chú đứng ở đó chú dắt luôn rồi các bạn, không cần phải đi xa nữa, ở đó cũng có thể rửa được nha. Hồi nãy chú nói đó là ngập lên trên rất là nhiều luôn, bây giờ rút bớt rồi, chúc mừng cho bà con. Cái này có một trận mưa nữa là ngập nữa đó các bạn. Qua trời này báo động đỏ luôn rồi. Rồi thì bây giờ em cùng cô chú, giờ này cũng 5 giờ chiều rồi cô chú. Giờ này là giờ tan sở của công nhân, mà nước ngập như thế này thì chắc chắn là sẽ ùn tắc giao thông rất là nhiều tại vùng xuyến của chúng ta. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây các bạn. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ thì cô chú anh chị và các bạn thấy video của em nếu mà thật sự ý nghĩa, phù hợp với cô chú, hữu ích thì cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like, một đăng ký kênh nha. Rồi thì bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại. Quá xa rồi. Không biết chiếc xe của em còn không nữa. Rồi đuốc ở chân cột điện nè, các bạn nó chảy nè. Em không dám ra bên ngoài nữa các bạn, ở ngoài sâu lắm. Trời nè. Đây dài vô trong núi sập còn ngập rất là nhiều đó các bạn. Chỗ nào thấp thấp là ngập dữ lắm luôn á. Lại trong núi sập em đi ra đó. Hẹn hò ghi hình cho cô chú xem ra đây, em thấy khủng hoảng luôn nên mới gửi đến cô chú đôi chút. Tại thành phố Long Xuyên hiện tại bây giờ. Rồi không biết chiếc dép của em giờ trôi tới đâu rồi nữa các bạn. Quá xa rồi. Đây là một dòng xiến nè các bạn. Đây, đây ngã tư Cột Lồng Đèn tại thành phố Long Xuyên. Giờ này là giờ tan ca của cô chú cũng như là mọi người công nhân đó. Đây các bạn, đây là các hẻm ngõ đi vào bên trong của các cô chú ở bên trong. Ngay trang đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì cô chú nhìn thấy đây mọi người bị ngập hết trơn luôn nè, sâu lên gần cả khoảng 5 tấc nước luôn á. Đây là nơi đèn xanh đèn đỏ thứ hai tại dòng xuyến. Đây là một con hẻm thứ hai nè các bạn, đây cô chú nhìn thấy quá trời ngập luôn rồi.
Dạ, vô thấy trong như chị nè. Đợt này là mới có đầu tháng 7 rồi mày. Quá xa. Anh bảo vệ ngồi trên một cây xăng nước luôn các bạn. Hết sức luôn rồi. Đây, xe không dám vô. Ngập quá hả? Dạ. Rồi từ từ nha. Rồi, lấy cổ ra đây, lấy cổ ra, lấy ra. Rồi từ từ nha. Quá xa ngập rồi, anh cũng không dám chạy vô luôn. Đây là tỉnh xá này các bạn. Tỉnh xá mà ngập này, em mời cô chú vô xem nha. Đây nè các bạn, tỉnh xá mà ngập lên một khúc luôn nè. Quá xa rồi. Đây. Quá xa rồi. Em chỉ lội đường ở ngoài thôi các bạn. Tại vì dòng trong sâu quá. Ngập tới tỉnh xá luôn. Rồi để em bỏ dép loại dài dài vào trong quay cho cô chú xem nha. Tỉnh xá Ngọc Giang. Cái sao mà ngập dữ dương biết nữa. Chắc có lẽ là mưa lớn các bạn. Mưa lớn á, rồi bắt đầu như là không có thoát nước được rồi ở dưới nước nhiều nữa nên cái lỗ cống bây giờ đầy nhóc nước hết trơn này. Đây, cô chú nhìn thấy cửa chùa nè. Em đi ra đường này có bị ngập nha. Tròn ơi, càng ra sao càng ngập nữa. Linh thiêng luôn. Quá xa rồi. 南无阿弥陀佛. Ở trong chùa mình bị ngập như chàng. Ở tỉnh xá của chúng ta thì bây giờ dựng chuẩn bị bông hoa để chuẩn bị làm lễ cúng Du Lan các bạn. Tại vì tháng này là tháng Du Lan báo hiếu tháng 7. Nên các cô chú khẩn trương cũng như là chuẩn bị bông hoa lau dọn để chuẩn bị làm lễ. Thì trong tháng 7 này các cô chú chị Phật giáo thì sẽ làm lễ Du Lan, nhưng mà mỗi một chùa, mỗi một nơi là có làm cách làm lễ khác nhau. Đặc biệt các cô chú người Hoa thì mọi người sẽ làm lễ dịch cô hồn cũng như là thí ra rất là nhiều. Thì đến đó em sẽ ghi hình cho cô chú xem. Còn lễ Du Lan của mình thì năm nay là ở Phật giáo Hòa Hảo, là ở nơi đền thờ của cụ thờ ông Ba đó. Không phải thế đó các bạn, mọi người về đó đòi đãi cho bà con trong những ngày gầm rất là nhiều. Còn giữa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chùa Ba Vàng ở Hà Nội thì mọi người làm rất là long trọng luôn. Nhưng mà em không có điều kiện để đi đến đó quay cho cô chú xem. Em sẽ chọn vị trí đó là Kiên Giang, rồi Trà Vinh, rồi Sóc Trăng, Bạc Liêu để ghi hình cho cô chú xem, để cô chú có thể hiểu được mọi người hưởng ứng lễ Du Lan như thế nào. Mỗi một dân tộc, mỗi một sắc tộc cũng như là lễ cô he thì cô chú hưởng ứng lễ Du Lan cũng như là gần tháng 7 này có một cách khác nhau, rồi bên giáo của chúng ta cũng khác nhau, rồi bên các cô chú người Hoa cũng khác nhau, không có giống nhau các bạn.